Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Envy dụng cụ sinh tồn và hôm nay mình sẽ review là một cái hộp sinh tồn mà các bạn đã rất là mong chờ. Đó chính là hộp sinh tồn trong đại dịch sức sống. Thì để xem là bên trong hộp này sẽ có những món đồ gì nhé. Thì đây chính là cái hộp sinh tồn trong đại dịch sức sống. Thì mình cũng đã hơn một tuần rồi mình chưa ra video, tại vì dạo này công việc rất là bận chi là bận ngập đầu luôn. Đó nên là có gì mọi người thông cảm với mình nha, nhưng mà mọi người yên tâm đi, là những video sắp tới sẽ rất là chất lượng. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô cái hộp sinh tồn này ha. Đầu tiên chúng ta có một cái hộp rất là đẹp mọi người. Trời, người ta trang trí đồ đẹp lắm, hộp như bằng bìa cắt tông á, nhưng mà rất là đẹp đó. Zombie Defense Solution 3 ngày. Là hộp, một cái hộp sinh tồn cho 3 ngày. Nó bao gồm có đồ ăn, nước, ánh sáng, nhiệt độ, tức là sưởi ấm mọi người. Đó, rồi y tế và những cái dụng cụ. Đó. Đây, ở đây nó có một cái quai móc luôn nè. Đó, dùng để mình xách đi ha. Cái hộp này rất là đẹp luôn á mọi người. Trang trí siêu đẹp. Đó, nó liệt kê những cái món đồ ở trong. Thì mình có đọc sơ qua ở bên ngoài thì mình thấy cái hộp này nó dạng như là chuẩn bị trong, nó không phải là giúp mình lâu dài nha, nó chỉ giúp mình trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi, kiểu thời gian đầu thôi. Còn mà lâu dài về sau là mình phải tự thân vận động á. Don't wait for the zombie apocalypse. Prepare now with our zombie defense solution. Là đừng có đợi đến cái ngày mà zombie nó nổi dậy. Hãy chuẩn bị bay ngay bây giờ. Rồi. Giờ mở luôn. Đó. Trời đất ơi. Ok. Nhiều đồ quá. Đó. Ta-da. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có là một cái dây paracord. Nylon cord survival bracket. Là một cái dây, nó cũng như vậy, cái vòng sinh tồn mọi người. Đó, như thế này. Mình cũng đã có review 5 cái loại vòng sinh tồn mà mình đã mua ở trên Shopee rồi. Mọi người hãy ấn vào đây. Đó, mình sẽ để một cái link ở trên đây. Nó có hình chữ Y á. Nhấn vào là sẽ thấy video nha. Đó. Thì là một cái vòng sinh tồn rất là đơn giản. Nó không có gì hết á, nó chỉ có cái còi nè. Nó thậm chí còn chả có đồ đánh lửa nữa mọi người. Chỉ là một cái sinh tồn rất chi là đơn giản thôi. Đó. Rồi. Quá đơn giản. Ok. Đó, chúng ta sẽ có một cái dòng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái tấm mền khẩn cấp. Size là 84x52 inch. Là như xăng ta. Đây là mình mở được không? Rồi. Thì cái mền giấy bạc, cái mền sinh khẩn cấp này nó cũng như mấy cái mền khác thôi. Ví dụ mấy cái mền khẩn cấp khác thôi. Nó cũng được làm từ giấy bạc. Đó. Giấy bạc nè. Nó như thế này. Đó. Cũng không có gì đặc biệt hết. Tại vì trong cái hộp sinh tồn nào thì thường nó cũng sẽ cho mình một cái mền như thế này ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái gì đây. Freedom Emergency Hammer. Là một cái cửa, một cái búa. À rồi, cái búa này là dùng để đập cửa kính xe mọi người. Xe ô tô này nọ. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái đây. Đây nè. Bây giờ mình gõ vô cái hay là nó bể. Để lát hồi mình sẽ kiếm một cái miếng kính rồi đó mình đập cho mọi người xem nha. Mà hên xui nữa biết có không. Nhưng là nếu có thì mình sẽ cho một video này, mình sẽ test thử cho mọi người xem. Đó. Rồi sẽ có đây là một cái búa nè. Rồi đây là một cái, chắc là cái búa luôn đó mọi người, nhưng mà nó là đầu bằng. Này chỉ dùng để gõ đầu zombie được nè. Cầm này gõ đầu nữa. Và đây chúng ta sẽ có một cái đồ, một cái lưỡi để cắt xích beo. Đó. Xí cái này lại đi. Ok. Một cái búa. Mà tự nhiên cái nó cho mình cái búa này làm chi ta? Cái này thì nhằm nhò dĩa mấy con zombie. Có khi mình chưa kịp đập nó đã ăn tươi nước sống mình rồi đó. Ê da. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bịch y tế. Đó. Đây có băng keo cá nhân nè. Có gì đây? Cái này là ai mọi người? Hình một cây dừa, cái cây dừa của ta. Và một cảnh mặt trời đang lặn. À rồi giấy lau tay mà. Đó. Một cái băng gạc.
ghi đây nó có gì nữa không. Alcohol rất tái làm có giấy cồn, băng gạc, đồ 22 miếng. Nói chung là nó cũng đơn giản thôi mọi người. Đây có gì nữa đây. Một cái bộ sinh tồn đơn giản, à, một cái túi y tế đơn giản thôi. Antibiotic đúng không? Đúng rồi. Thuốc mỡ để dùng để chữa những cái vết bị phỏng, bị thương ngoài da hoặc là bị côn trùng cắn đó. Một cái bịch y tế đơn giản, ngon nhẹ. Đây chúng ta sẽ có một cái tờ giấy để gì đây. Ừ. 12 cách để có thể sống sót, để có thể chuẩn bị cho một cái thảm họa nào đó. Era survey là khảo sát cái khu vực mình đang sống nè. Kế hoạch cho gia đình. Tạo ra những cái liên hệ mọi người. Ghi là những cái số điện thoại liên dùng để liên hệ này nọ. Contract. Stay contract build là tạo cho gia đình mình một cái bộ sinh tồn. Chữ những cái món đồ đơn giản như là đồ ăn, nước uống này nọ ha. Special need. Eyeglasses hang up on the trail. Là như là những cái món đồ cần đặc biệt như là kính râm, đây là kính mát. Rồi này nọ. Điện. If the power fail, là nếu mà mất điện á thì mình sẽ không được xài mấy đồ điện nên mình phải chuẩn bị trước ha. Hiểu biết, understand first time. Nói chung là nó sẽ hướng dẫn cho mình những cái cách mà những cái cách mà để chuẩn bị cho cái đại dịch. Này gì đây? How to shut off water, gas, electricity in emergency. Ồ, cái này nó hướng dẫn mình tắt nè. Tại vì ai chẳng biết gà cầu dao đúng không? Còn mấy cái đường nước này thì mình không rõ lắm ha. Ở trên đây là dùng để ghi thành phố, đồ những cái số điện thoại liên hệ. Đó, email address, email radio này nọ ha. Nói chung là một cái tờ đơn để điền vô mọi người. Để cho mình ghi chú này á. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có nước. Những cái bịch nước như thế này. Trời rất chi là nhiều nước luôn. Đó, nước. Còn được nhiêu bịch nha, 4 bịch này nè. 6 bịch thì mình sẽ được 6 bịch nước nè mọi người. Đó, thì mỗi bịch nước như thế này là bao lâu ta, được bao nhiêu? 125ml. Và cái thời hạn sử dụng của nó là 5 năm. Thì theo mà thấy á, một ngày á, người ta uống gọi 2-3 lít mà bịch vậy có 125ml. Chắc uống được ngày 2 ngày là hết rồi đó. Kiểu mình đã biết trước là cái này là chỉ dùng cho những cái phút lúc ban đầu thôi, à, lúc sinh tồn ban đầu, lúc mà nó vừa bùng lên cái đại dịch thì cái này mình xài được. Còn mà để mà xài lâu dài chắc không được đâu, tại vì nó không có đủ đó. Nước là mình phải tự kiếm thôi. Cái này kiểu như nó phải cho thêm những cái viên lọc nước thôi mọi người. Thì mình thấy nó sẽ ok hơn là cho mấy cái bịch nước này, tại mấy bịch này uống xong cũng hết. Còn viên lọc nước á, là một viên là nó lọc được cỡ 1 lít lần. Ờ à, đúng, một viên là 1 lít luôn á. Mà rất là nhỏ gọn. Thì đây cũng là nước lọc thôi ha. Mình cũng có mở cái bịch này rồi trên một cái video của một bộ sinh tồn nào đó mà mình muốn tiêu, mình sẽ để ở trên đây ha. Mọi người bấm lên đây xem nha. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cục đồ ăn bự ơi là bự. Emergency food ration. Tiếng như tiếng Pháp sao? 3600 calo. 5 year supply, có nghĩa là hè sử dụng là 5 năm. Cái cục này nó như cục đá vậy. Đào thế. Nó này, ok. Này của hãng may đây mọi người. Hãng này cũng khá quen thuộc với mình, tại mình mua đồ là thấy hoài luôn. Preserving 400 calo cho mỗi bữa ăn. Mà cục này 3600 là được 9 bữa. Là được cỡ 2-3 ngày. Ừ. Đó. Thì đây cũng chỉ là một cái cục lương khô bình thường thôi ha. Thì các bạn nào muốn xem lương khô như thế nào á, thì đây mình sẽ có, mình có tạo một danh sách. Danh sách về những cái đồ ăn sinh tồn mình sẽ để trên đây luôn ha. Đó, bây giờ mình sắp chuyển qua hướng làm những cái đồ ăn sinh tồn mà kiểu như là mất bang vậy mọi người. Đó, thì mấy đồ ăn đó lạ, mà Việt Nam mình cũng chưa làm á, nên là mình mua về để làm cho mọi người xem thử nó như thế nào. Ok. Đó, một cái cục đồ ăn bự ơi là bự. Mà nói chung là ăn cái này ngán như là khát nước lắm, mà nước thì cho rất là ít. Để biết sống sao luôn mọi người. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có 3 cái thanh light stick. 3 màu khác nhau. Đó, màu xanh mà đỏ và xanh nước biển. Mấy cái này chỉ cần bẻ lên cái là sáng nè, nhưng mà sáng nó cũng được lâu lâu, yên tâm đi. Trên đây nó ghi là 12 giờ nó xạo mọi người. Trời ơi, mình bẻ biết bao nhiêu hãng rồi, và cây nào cũng 3-4 tiếng là nó hết rồi. Im ru. Và còn như đâu, gì ít dữ vậy. Và món cuối cùng chúng ta sẽ có là một cái que diêm. Một cái hộp đựng diêm chống nước, và những cái mồ lửa ở đây nó ghi bông gòn. Là những cái mồ lửa đó, bông gòn là cái mồ lửa cái
Tinder mọi người, và những cái que diêm chống nước đây như đây. À như đây là nó có một cái đồ đánh lửa phụ nè. Ờ cái này đánh bên ngoài, cái này là dùng phụ ha. 2 4 6 8 10 12 14 16 cây. Ok rồi, thì bộ sinh tồn của zombie nó cũng như đây thôi à. Theo mình thấy là cái bộ này nó không có đầy đủ được cho lắm, nên là mình sẽ thêm một số đồ vô, các bạn đợi mình một xíu nhé. Rồi sau khi mà đã thiết kế lại cái hộp sinh tồn này thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là bên trong cái hộp này có gì nha. Thì mình thấy cái phim ảnh gốc nó hơi bị ít đồ á, nên bây giờ mình sẽ thiết kế lại cho mọi người xem bên trong có gì ha. Nếu mà đối với mình, nếu mình sử dụng cái hộp này thì mình sẽ bỏ thêm những món đồ gì vô đó. Rồi à, thiếu món này, từ từ đây, thiếu cái này. Rồi thì đầu tiên là bình băng cá nhân, thì băng cá nhân này mình sẽ cho thêm nhiều đồ vô nữa đó, nhất là những dụng cụ cầm máu, bởi vì bạn phải chạy á, kiểu lỡ mình có bị quẹt gì á thì mình cũng thể cầm máu được, hoặc có lỡ bị cắn, mà bạn bị cắn thì bạn xong phim rồi, nên đâu cần băng máu nữa ha. Thì đó, thì mình sẽ thêm đồ vô cái bộ y tế đó. Rồi bây giờ sẽ có một cái mưa, làm gì làm đừng để bản thân bị ướt, ướt thì đồng nghĩa việc mình bị lạnh, mà lạnh thì dễ chết, tới nó chết lạnh nó còn khổ hơn chết bị zombie cắn nữa mọi người. Rồi lạnh cho đến chết nguy hiểm lắm ha. Đó, một cái áo mưa. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái găng tay để xử lý những cái xác chết zombie, giữ tay mình sạch sẽ rất quan trọng, lỡ mình cầm mấy cái xác chết đó là mình bị mấy cái vi khuẩn virus gì nó lây vào tay mình đó, rồi mình cầm mình bóc đồ ăn này nọ không có được đâu, nên là hãy có găng tay nha mọi người. Đó rồi, chúng ta sẽ có một cái còi, dù mình biết là trong lúc zombie thì trong cái thời mà zombie thì mình mà có thở còi thì chắc nó tới nó giết mình luôn, nhưng mà cứ đem cho chắc thì ra biết được, lỡ mà có chiếc thang này nọ để chạy cứu á thì mình thấy báo tín hiệu cho ta được, mấy kiểu nghe nó ảo tưởng vậy luôn. À ok, tiếp theo chúng ta sẽ có là một cái mền ha. Đó, mền thì mình giới thiệu mọi người rồi, đây cái viên lọc nước mà mình nói cho mọi người nghe đây đó, thì một viên như thế này có thể lọc được một lít nước, trong đây chắc có hơn 100 viên á, là mình có thể lọc được hơn 100 lít. Ừ, thì những cái viên này nó vừa nhỏ gọn và nó thể lọc nước hơn là mấy cái bịch này, mấy cái bịch quỷ này uống một xíu là hết rồi, nên là chúng ta chuẩn bị những cái viên lọc nước là ok hơn đó. Rồi mình có cho thêm một cái thanh thức ăn như nữa, 400 calo, thì có thêm nhiều đồ ăn thôi. Ở đây mình cũng mới cho thêm một bịch nước cho nữa, thành 7 bịch đó mọi người đó. 3 bịch này nè, 6 bịch này nè, 7 bịch chứ nè, 7 bịch, 3, 4, thêm 3 bịch nữa là 6 bịch. Rồi ở đây mình cũng là một cái hộp quy diêm ha. Ở đây mình cho thêm một cái đèn, đó là đèn đồ đầu. Vì sao mình không chọn những đèn cầm tay, bởi vì mình muốn là lúc nào tay mình cũng phải chống cả hai tay để cho mình dễ dàng thao tác cũng như là cầm vũ khí đến lộn tụi nó đó. Một cái đèn đồ đầu mình xài sao ta, thấy có ai gọi. Ok thôi tiếp ha. Thì đèn này có hai chế độ sáng mọi người đó, một là sáng thẳng, hai là sáng tỏa ra. Giữ nói chung là thấy đường muốn tốt hơn là không thấy á, với lại cái đèn đầu đầu là lựa chọn tốt nhất để lúc nào tay hai cái tay mình nó cũng được rảnh. Ok, và đây mình có cho thêm một con dao, những dao bé bé, tại vì cái hộp này để dao bự không có vừa, nên là mình cho một con dao nhỏ thôi đó. Con dao này thì dùng để ghim đầu zombie nha mọi người. Ghim như nào tụi nó ứ, chứ là dùng để chặt gỗ chặt đồ ăn này nọ cũng ok. Nói chung là phải có dao bắt buộc, tiện có dao rồi lấy tay chặt hả. Rồi mình có thêm một cái dụng cụ đa năng của Gerber nữa đó, ở trong đây nó cũng có dao luôn, thì có gì lỡ mình có làm rớt con dao này thì mình vẫn còn dao khác để mình xiên tụi nó. Này có cưa nè, khứa cổ tụi nó luôn. Chung là đó, có dao để xiên tụi zombie đó. Và nói chung là cũng là thanh đồ ăn và ba cái que sáng thôi ha. Rồi thì theo mình nghĩ nha, cái đại dịch zombie này nó sẽ không xảy ra đâu, tại vì mấy ông Mỹ mọi người, mấy ông rất là lo xa, mấy ông nước ngoài lo xa lắm, nên là làm mấy cái hộp này một phần cũng vì lo xa và một phần cũng vì lợi nhuận. Nên mình nghĩ là nó sẽ không có xảy ra đâu, mà cái vấn đề bây giờ chúng ta phải đối mặt tới là biến đổi khí hậu, những cái bệnh lạ như là Covid này nọ, cũng như là những cái vấn đề đang rất là hot,
chiến tranh thương mại cái thứ đó đó là những vấn đề mình đang cần phải đối mặt, chứ phải là mấy cái con zombie này. Thế nên là mọi người hãy nhớ bảo trọng sức khỏe cũng như là cập nhật thông tin liên tục nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký cũng như là nhấn luôn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo về video sắp tới của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nhấn like, subscribe nha. Dạo này tôi bị mất tương tác lắm ạ.